Chiến thuật đéo này, game này vào solo, hô solo. Chơi con gì? Tôi không biết tôi đã vào game đâu. Chơi con gì thế chơi? Con ông chơi con rock Castle ấy. nhá. Rock 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 Rốc ông rock. bỏ con Castle thì chơi rốc con nào? Rock rock. Rốc là Nhanh con lên vạch lập nào? trình. Rốc là DOC à? DOC là con gì đây? Là bác sĩ. Bác sĩ không nói sớm, tôi nói chuẩn chỉnh vũ khí chứ. Đi, đi Thì tôi mẹ. bảo từ nãy giờ đọc con gì. Ông còn rốc. Rốc. Thực ra Rock là có thằng pick rồi, nhìn ông yếu pick được Rock thì kìa, thằng ở giữa Đi kìa. mẹ, tôi chơi mẹ con xây tường nên ít nhất tôi còn biết là tác dụng của nó là xây tường. Con đấy của ông nhấn chuột giữa là nó bắn ra Thì cái súng có chốt thể hồi máu. Súng của ông nó có thể hồi máu hoặc là tạo giáp ảo. bây giờ không có tôi đâu có ngắm cái này. Cần Đấy. gì vật Không có cần ngắm gì bắn tâm hồi khói lên. đấy thì tôi ném cái súng của tôi đó. Con đấy của Chơi ông đợi lâu thế. Bắn không phải. để tôi giải thích chiêu nhá. Chiêu gì? Cờ của ông là đặt một cái camera ở trên tường. Rồi, cho mày ra, ok. Chiêu gì À, nữa? cái chiêu của ông chuột giữa là bắn bắn có 3 viên là bắn hồi máu cho đồng đội kiểu Ana ấy, có thể bắn vào người chính mình được bằng cách ấn chuột giữa lần nữa Game là bắn một này bắn thì chết luôn, còn hồi máu thì... Cái này bắn cũng cho hơi đồng khó. đội chạy không định đâu. Cái này tổng bắn phát chết luôn rồi còn hồi máu cái đéo gì. Còn hồi máu được, nếu mà khi cục ấy thì bắn thì đồng đội sẽ dậy được. Chết luôn là thảo ngã xuống này coi như là chết rồi. Không hiểu. Không hiểu, để tôi chơi con xây Chờ tường xíu, này. chờ Protect the bombs. À đây rồi. mày qua vẫn có vẫn ngắm. Setting trauma pack here. Đâu? Đây, à đây xuống. Đấy. Bắn cái drone Đây, tôn thế bộ. bây giờ làm gì? Bây giờ làm gì? Ông đi đặt tường rồi dựng tường. Tương tương Dựng nào? tường. Ép lại gần chỗ nào có tường kiểu cửa ấy thì bấm ép. À đây đây đây, hô ép, hô ép. Chắc mình phải thủ ở chỗ nào đấy? Mình là thủ cái gì? Thủ cái này không cho bọn nó vào phá cục bom này, cái cục này. Vào nhặt giáp đi, vào nhặt giáp đi. Down to 5 seconds. Đâu? Cục gì? Op 4 has located a Giáp. bomb. Be ready for hostile action. Đâu? Giáp Ơ, lên tôi hình mẹ. như tôi vừa thấy con drone nó chạy qua đây. Thì bắn đi. Nhưng mà tôi kêu không bắn mẹ nữa rồi. Đâu Nam đâu? Đấy, ở chỗ tôi này. Không có thấy Op nào 4 đây. has located a bomb. Đây, ra đây. Không thấy gì? Đây à? Đây, đằng sau. Đâu? Đây à? Này, chỗ màu xanh xanh này, dựng ép vào, ép đây. Gì ấy, bắn à? Không hiểu. Tên tôi còn là Vũ Huy Anh luôn nha, tôi biết đầy đủ Ôi, thôi. đây có một cái cửa phá rồi sao? Có đi. Về đi, về, về thủ. Ông không phải tấn công đâu, Thế về thôi, đấy. nhưng mà tôi đang định ra đóng cái cửa ấy thì phá mẹ rồi. Đằng sau mày nghe, đằng sau chỗ tôi, Ôi nấp thằng đi, nó nấp đang bom đi. vào này. Chỗ Ở này đấy. này, chỗ này này. Ở đấy thì tôi mở chỗ tôi đi, Ôi thì tôi bắn đây. nhanh thế. Cháu hiểu bắn nhanh mới lên ạ. Ở đâu ấy? Rồi chỗ cái chỗ mà tôi vừa chết đây. Cái chỗ cái cửa sổ ạ, à, mà nó phá cửa sổ đấy, ai biết gì ạ. À? Mày đặt tường nhiều vào không ta? Mày... Đặt tôi thấy. Cái tường sắt cơ mà. Đặt tôi Chạy thấy. gần Đặt tường đặt tôi. tôi ép lên nó chỉ đặt được tường gỗ thôi. Không. Tường gỗ là chỗ cửa, còn tường sắt là chỗ tường. Nó có đục tường đéo đâu. Thì nó chặn đục tường, một lỗ Cái vào game để đéo tường. cho gì đồng đội nhỉ? Bảo Đấy, bấm escape ra. Xem á. À. Đâu đây là nhìn có camera mà. À đây đây. QE vào đổi nhân vật đúng. À đây. Chính chính là làm vào làm vào đi đi. Đâu ông chết chưa? Ông chết rồi à? Destroy.
gì tiếng tin tin là cái gì đấy? Là nó đặt cái phá bom rồi, giờ mình phải ra. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Đồ quá. Đã phải chơi new cover thì sẽ gặp bọn gà, bọn mới chơi. Bọn này nó có súng đẹp thế. Còn chơi quick match thì... Cả tại ông này thôi. Trời ơi, con phải hồi máu phế vật. Đây, thì chơi con rock đi cho dễ. Rock là con nào? Rock con áo giáp ấy, con hình áo giáp ấy, con đặt cái giáp cho ông ấy. Đấy, rồi chỉnh súng các thứ đi. Thôi thôi, chơi con tượng tường đi. Con tượng tường thì như tôi chỉnh súng rồi. Tượng tường này tượng là sẽ... nó có tượng tường nhanh đúng không? Không, à, nó dựng được xịn. Dựng được xịn đúng không? Xịn. Có phải ấn nút chuột giữa không? Hay là ấn cái gì nó cũng ra tượng xịn? Tượng phải chuột giữa hay sao? Nhưng mà tôi đéo thuộc cái map này, đéo biết là phải dựng chỗ nào. Đó. Dựng mấy chỗ cửa thôi. Nhưng mà đừng là cái cửa mà mình đi lại ở trong khu vực của mình được. Trong khu có hai cục vàng vàng này nè. Đúng rồi, tôi thấy giờ bọn nó công ở đường này. Be advised, the bomb location has been compromised. It'll sting a lot. 10 seconds left. Oi! Bắn đi! Oi! 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 Ông đặt ông mãi ra đây đặt tường rồi đấy, mãi ngồi. Rồi. Để chạy đâu chạy xa thế. Đây đặt tường. Ôi về đây, ông đặt đi chỗ khu vực mình thôi. Đây đặt đặt chỗ này cho tôi. Đừng ra đây. Ra đây, đừng, không phải đặt chỗ đấy. Không. Trời ơi. Nó không công chỗ đấy, nó công chỗ này mà, trong công ty chỗ hai vàng vàng này mà. Đấy, ông phải đặt đây này. Đặt đâu? Đặt đây. Đây cho tôi, đặt chỗ này. Nhưng mà tôi hết mẹ tường xin rồi. Ui, nó công rồi đấy, nó công rồi đấy. Có hướng nào đấy? Chỗ này. Cái gì đấy? Bom. What the fuck? Đi, nó bắn đâu đấy? Sau lưng ạ. À. Bảo về thủ đi, còn đi đâu? Thủ ở chỗ nào? Sửa ra nó đi. Thủ ở chỗ hai cục vàng vàng con gì đéo hiểu. Này thì ai cứ nửa em đã ai cứ tao đéo nào nó biết thằng này last operator standing cuộc Việt Nam này đéo thằng này còn đi đi đâu đang bước kia ông gì thằng này chết này chết vì bom nổ chết vì bom nổ tiền bom nổ đấy tao biết ngay ngu quá nó đặt cái bom ở chỗ này đấy cái bom tia laser này đấy thằng này tại ăn mấy nghìn ngồi chơi. Tôi biết mà. Điều mấy cái thằng tia laser cứu qua tường này. Buồn cười vậy đi. Cái gì đấy? Ê, em chơi con nào chơi đi. Chơi con gì mày? Chơi con cầm búa ấy. Được rồi, chơi con ass thì còn được. Thật, con cầm búa phế lắm, ông phải biết chơi cơ. Gì? Con ass á? Ừ. Chơi tí chơi newcomer thôi, chơi này quá khó miêu mẹ ông già quá. Công nhận đồ họa trên PS5 đẹp hơn hẳn trên PS4. Sao thì mình một đứa ao cả. Một đứa ao. Chán bị quá. Anh xem sự so sánh đi, khác hẳn luôn. Khả năng có thể là bật được cái chiếc sinh. Có thể không? Tôi làm gì đấy?
Đi drone đi tìm chỗ của nó. Tôi tìm rồi ấy. Đấy, đi đi theo cái chấm vàng vàng đấy. Có đi mà nó bắn nó cho tôi. Nhịt. Cái chấm đỏ là cái khu mình phải đến đúng không? Hay là nhà? Là mình ping được kẻ địch, mình scan được kẻ địch ấy. Thì nó sẽ ra chấm đỏ. 10 seconds to insertion. Cái nhiễu này là do con Mew ấy. Con Mew nó đặt cái... Đấy, nó đặt cái đấy. Đặt cái cực modem ấy. Là bị nhiễu. Đây, mình tấn công ở mấy cái chỗ màu vàng không? Ừ. Nhưng mà mình check trước khi vào nha, đừng có lao vào. Đây dốc vậy. Nhắm drone mà, ấn 6 là nhắm drone. Ủa thế. Đừng có đứng ở trước cửa thế, nó bắn đi. Đứng sang một bên rồi nhắm drone đi, đứng trước đấy khác thì bảo bắn ta đi. Mày ơi, đứng đứng, mày. Bỏ, mẹ. Đi, bỏ rồi. Đấy không? Bắn ai đấy? Tôi đang ngắm thằng này này. Nó bắn có thằng ở đấy, nó vừa định bắn ông rồi đi may nó cứu ông. Rồi xong một thằng. Mày thấy tôi bắn qua cái xe này không mày? Không. Vào đi. Vào hướng nào? Vào đây à? Gì đấy? Cái cục báo động đấy, cái tiếng đấy. Đi có vẻ mình đéo biết nó sẽ đi ra từ hướng nào. Mình không. All friendlies have been eliminated. Có bom. Ôi giời, hóa ra bọn nó không có bạn. Ờ. My god. Ồ má. Kiểu đéo thôi một map ấy, đéo biết chỗ này kiểu mình đi nào, đéo biết chỗ này chỗ nào mà. Để biết cái chỗ nào con nối lẹ. Chơi newcomer thôi. Để chơi quick play khó. Khó mới trình độ ông như dễ như tôi. Tôi không gánh được. Nhập vào gọi cả nhập vào. Nhập có một cái. Game mình chỉ cần đâu phải chạy sao. Game này nó khó vãi lì nữa. Đâu newcomer là cái gì? Ấn nào để vào newcomer? Ấn cái bên cạnh chữ play ấy. Con ba cạnh. Đấy nó sẽ cho chỉ chơi vài map quen thuộc thôi. Chơi dành cho mấy cái thằng gà mới vào ấy. Nên tìm trận nó hơi lâu. Bởi vì game này ít gà. Giờ bọn nó cần pro VIP hết cả. Hoặc ông thích ông có thể chơi với máy trước cũng được để luyện. Chơi với máy trước không? Máy lúc ấy chơi này. Máy chơi nhau. Chơi như lúc nãy ấy, lúc ấy ông vào ấy. Đấy, cho luyện tập quen map cái thứ. Hay là muốn chơi người chơi như cam mơ. Như cam mơ luôn. Trong nhà máy á thì... Còn lo rồi. Lo được rồi. Đấy, vào trận này này. Má này map cực kỳ quen thuộc luôn. Map lạ hoặc là tôi nhìn bao giờ. Chứ quen thuộc, hiểu hiểu. À, mình thủ à. Má mình thủ dễ, thật. Má mình thủ. Ông chơi con gì? Chơi gì à? Ai biết? Chơi con gì của tôi cho. Ai biết? Tôi biết con chơi đi. Đốc nhá, súng con đốc nhá, đấy con đốc cái bảo à. Thì súng đi. Chỉnh cho thời gian cho chỉnh súng ngắn vãi. Đấy thì mình có thể chỉnh ở ngoài thôi, bây giờ ông mới vào cái chỉnh mẹ chứ ai chờ được không? Cái này à, chỗ này đép hơi khó này mày ạ. Có này có tác gì á? Có tap à? Gì? Có tap đâu rồi? Bắt đâu chả được. Bất trợ lúc nào đấy? Nhấn chuột. Đấy. Mạnh nha, để tôi chỉ bọn nó có hai đường tấn công mày mẹ. Mạnh. Tôi đang
một là cái cọc này này, mạnh đằng sau đây, một là cái cọc này này, hai là bên tay trái này, ra đây, hai là bên chỗ này này, bên này này, bên này, đấy. Thì ông bấm G, ông ném vào đây cho tôi, ra đây. G vào đây. Cái đấy là báo động khi mà địch vào ông sẽ ấy. Cái đấy kiểu báo động ấy, địch đi vào nó sẽ kêu. Chúng có dựng tường ở đâu không? Tùy ông. Tùy nào, phải chứng kiến. Đấy, dựng tường ở chỗ này cũng được mẹ. Wasabi. Cái gì ấy? Tiếng gì ấy? Không biết. Tự thủ ở đây nhá. Cẩn thận. Mày chui vào trong này, hơn này. Mày chui vào trong giữa này này. Bắn đéo gì ấy. Tôi nhìn như tôi tưởng là nó đang phải. Đâu chui trong giữa nào? Chui vào trong giữa. Dùng mấy cái cục này che chắn vào đầu mình này. Mình nghiêng bắn này. Đâu ấy? Chết đâu ấy? Hướng này có vẻ nó không công hướng này phải. Ơ, à, có thằng đi vào hay sao ấy? Tôi nghe tiếng báo động này. Không phải. Cái gì đấy? Đây là điện thoại của ông. Điện thoại. Cái điện thoại ra đi. 5 đi. Bấm 5 đi, giữ 5. À đâu, chết rồi. Điện thoại là cái con tìm địch. Nghĩa là con ấy hack vào điện thoại để điện thoại mình rung lên báo động vị trí. Đó 5 chả có cái đéo gì cả nhá. Không, lúc nào nó gọi thôi, lúc nào nó kêu thôi. Địch nó tấn công một cái hướng mà ông vừa đặt ấy. Mày ạ, cẩn thận hướng đấy, đừng nhìn hướng này nhá, cẩn thận hướng nó sau. Cái hướng mà ông vừa đặt cái gờ ấy. Ui không phải, đằng sau, mày. Này có này. Quay đi. Hướng này nó còn đắp bom vào này. One friendly remaining. Ôi trời. À, cầm shotgun thì khó quá. Sao quan trong cái game này có tác dụng gì vậy? Khỏe mà, một phát chết luôn. Tôi đi bắn. Đấy, kinh chưa? Nhưng mà không bắn được xa. Đấy, thấy nó nghiêng đầu chưa? Nó bắn cái này chứ mày. bên trái một thằng, à bên phải một thằng, à bên trái đấy trước mặt một thằng này. Trời ơi. Có 1-5 mà. Có. Đổ vũ tí. Đấy. Ui rồi. Kinh vậy. Đập thẳng vào đầu. Đúng một phát tới đầu luôn. Tớ vẫn chơi con đấy nha, vẫn chơi con thóc nha. Thật. Cái chỗ ấy khó đép ấy. Chỗ đường công rộng nó đúng kiểu đại sảnh luôn ấy. To. Protect the bombs. Gọi nhập dễ hơn cái chỗ kia đúng kiểu tầng 1 trong đại sảnh. Nát này. Giữa đường này. Không để giữa đường để đâu. Để giữa đường tin nào. Cái này, sao đây? Không nhá. Cái camera vừa đi qua này. Đi. Op has located a bomb. Be ready for assault. Reload. Ok, kìa, camera chạy qua kìa. Chửi. Yên tâm tôi đặt cái phá sóng rồi. Chỉ nó. Cái đâu đây? Vứt cái gờ đâu đây? Trong này. Gờ nào? À, gờ cầu thang cầu chắc. À, chỗ này. Nó đến thì nó còn báo.
đấy. Bây giờ ông chọn một chỗ thủ đi, thủ cho cao. Bọn nó đục này để mình có thể ra qua giữa hai phòng này, không phải chạy ra ngoài, chạy ra ngoài giống hiểm, đừng chạy ra ngoài mãi. Thật chỗ đây đại sảnh. Đây nhá. Để chiến đấu, chiến đấu mạnh em. Chiến đấu, chiến đấu. Không chiến đấu chỗ mình thì không sợ được, bởi vì mình không có chỗ tường. Bên này. Tôi thằng một thằng đi rồi. Mày cẩn thận chỗ này. Chỗ này cái tường bị vỡ này, ai bắn này. Dựng 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 tường chỗ đấy mày. Để đấy. Đâu? Bên kia bị không kìa. Bên kia chết hết rồi kìa. Hay. Ok. Bắn chết thằng này, úi rồi. Vãi cả đái á. Mặc dù tôi đéo hiểu sao tôi bắn chết nó luôn. Nạp đạn đi, nạp đạn đi. Hai thằng bên đấy á, hai thằng bên đấy á. Thấy rồi. Ui. Bắn thằng ấy còn nửa máu rồi. Ui, đi nào, nhanh quá. Ủa máy gì nè. Mission failed. All friendlies were eliminated. Ui team nó mẹ cũng kiểu mấy bọn chơi hay ấy, nhìn skin súng nhiều là biết, không phải bọn mới chơi ạ. Này mất dạy thật. Vào đây bắt nạt mẹ người mới chơi à. Thế hiện chỗ nào đây? Đây, đây bây giờ mình đổi sang team tấn công rồi. Ông chọn cái gì? Chọn cái gì? Con gì thế? Khu xe à? Con xe không? Chọn con thứ hai ấy. Thatcher ấy. Thatcher ấy. Thatcher là chơi gì? Con đấy là ném là cái liệu gọi là phá mấy cái đồ điện tử. Vào đổi súng ở đây đi. Thì ông chọn thơ mai ạ. Bảo Thatcher chọn thơ mai. Ơ? Không phải à? Tôi tưởng con này. Thơ mai của ông là đục tường. Là dùng mấy cái kiểu cái bom cài lên tường ấy, sau lúc sau nó nổ đục lỗ từ tường. Ui đây 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 đó, để sáng để sáng á. Ui đông thế à. Tôi tìm mấy chỗ ôi bom của nó rồi. Không phải chỗ lúc nãy mình đâu. Chỗ này cũng hơi khó nha, hơi khó công. Wow, chưa đam mê đấy. Tiện một cái cửa mình vừa cho xe vào ấy, công đường hơi khó. Đường thì hẹp, nào chỗ bọn nó. Insertion in 5 seconds. Ôi đấy, bọn nó cài bẫy kìa, mẹ. Thấy cái bẫy không? Thấy cái bẫy không? Bẫy đi vào phát là ông đít. Còn tìm mình đã bom. Đứng đứng. Hướng nào? Tôi chẳng biết hướng nào đâu. Phải, bên phải mày. À, trèo trèo lên, trèo lên, trèo lên tàu. Trèo lên á, trèo lên kiểu gì, hướng nào? Cách à? Dự cách. Chứ bây giờ công đường này khó thật. Ok, đi lên. Ôi, cái gì đấy? Ui. Thằng, có thằng. Đi. Con mẹ nó đứng ở đấy nó ngắm lên ạ. À. Đi con mẹ, nó đục cửa sổ quá xong nó đứng nó ngắm ạ. À. Đấy, giờ anh đăng đi vào phần Facebook ấy, gửi đấy. Thế đéo nào. Cũng khó quá. Ca gì giống à? Đấy, gửi đấy. Mày! 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 Friendly last operator standing. Tưởng thế nào? Có quá! Tôi chết một người, ông chết là ai chưa? All friendlies have been eliminated. Tôi nghĩ cho nên cho ông đấu máy trước mày.
Nó hiểu. Tôi không biết là một người. Không biết là ai. Không biết bạn nào. Như tôi điểm cao. Cái điểm cao hơn đông. Đéo hiểu. Tìm nó cần cạnh. Player of the game. Tìm nó trong kinh vậy nè. Tôi nghĩ mình được máy chuột. Đúng máy rồi nhỉ. Đấu luôn ấy, ông mở ấy. Nó đi bắn nè. Thôi đấu này luôn đi. Làm nào? Chạy vừa nãy cầm. Mình quan gì à? Hay là ai ơi là giờ match. Ấn mẹ ra ngoài rồi. Gì đây? Chào mừng nhà thủ à? Chọn đi. Hãy chọn cái con trốc nhá. Con đi chơi hơi chán bởi vì khi chết nó còn đỡ. Em thông tin info tìm nó đó. Ui tìm nó tàn gà thôi. Toàn level 7 mới lên level 2. Thắng rồi, trận này thắng chắc rồi. À con này có 2 quả này. Một là cái quả bom nhớ gì đây. Ừ. Đấy là quả bom ném phát nổ luôn ấy. Ông bom đi bóp á. Thật ông không biết chơi ông bóp. Ném người đồng đội chết tôi. Anh kia có thật kia nào. Chết bậy. Ờ không. Cái tướng mới. Tướng khác. Gojo Valkyrie Mute. Valkyrie đặt Lesson đặt cái bẫy gai. Kẻ địch đi vào dẫm thì mất máu. Dần dần nếu mà không nhổ cái đinh ấy ra. Secure the area, keep the bombs protected. Ui cho này. Mai mình ngủ đâu đây. Cho anh ép ra. Thấy không? Phải được luôn nó thấy rồi. Plan accordingly. Activate Gemma. Bắn chậm thế. Không bắn thì hiểu tôi vừa mới cơ hai cái tường xong tôi quay ra tôi bắn. Đang đặt trap. Cái gì đấy? Cái gì ấy mẹ mẹ mày nhỏ nhỏ. Cũng nào đặt vào tường như thế. Cũng mạnh luôn. Đâu, tôi đặt đâu. Ừ. Mấy con mạnh nó vào mẹ mày. À tôi bất kể ra đây. Ai ai ai. 5 seconds. Oh, không mày. R4 is located above. Get ready. Đặt cỏ đâu đây? Nó không một đường nào. Công đặt mấy vào cái chỗ cầu thang ấy. Cầu thang. Bọn nó đông đi nhất. Quen. Biết cầu thang là quen nhất. Nhất. Đấy, thằng này. Trên tầng rồi nhá. Mấy công mạnh. Đặt chỗ nào bọn nó khó nhìn thấy ấy, để bọn nó khó bắn ấy. Thì anh không bọn nó công vào bây giờ. Đặt bừa đấy, cái cha. Xong rồi, gọi điện rồi. Gọi điện đến 5 này. Giữ 5 để giữ 5. Tao vào Facebook đi, làm vào Facebook đi. Làm anh đi gọn đi anh. Bỏ công vào này. Lúc nào lúc nào. Nhiều link lắm. Em sẽ lưu trữ ở trên có gì về sau còn lấy lại. Còn đang chắc giải quyết cái vấn đề bị mã hóa này này. Trên đầu tôi. Con mẹ nó đục tường chết tôi rồi, tôi không biết nó đục ở đâu luôn. Đâu rồi chứ đã từng game mình chết đéo thể biết là mình chết vì sao. One friendly remaining. Từng tay níu tay. Lòng quá. Mission failed. All friendlies were eliminated. Mày biết tôi ở đây rồi, công khó quá. Còn nó bắn từ trên xuống á. Mẹ thằng nào bắn. Ôi dồi, ông không bắn mạng nào, con không biết tịch đâu. Tôi bắn hai mạng
con Catan cũng dễ chơi à? Cũng khỏe. Những cái chỗ nào bọn nó hay công vào? Biết được bọn nó công vào, bọn nó công đầy đường. Đường trên cũng có, đường dưới cũng có. Nói chung ông phải chủ yếu nghe nó ở đâu thì biết nó công vào. Tôi nói thế nào được, tôi hack ra đọc suy nghĩ của nó chắc. Giải trốn lúc nãy. Ném bom để tạo đường. Giờ ném ở đâu đây? Giờ ném một cầu thang này. Bọn nó đi lên thì kêu rồi. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Còn nó có tinh thần nói thế tôi bảo nó không cần thiết. Hắt cam binh mẹ của chó kia lại hắt. Nó công kìa mẹ. Nó công ấy. Trước mặt ông ấy. Mẹ nó hắt lắm thế. Tôi thấy một cái lỗ đục ở đây rồi này. Ui, mẹ nó bắn súng thật quá. Súng nó thật mẹ lìn đấy thật. Có thằng cầm khiêng à? Đi, có thằng... Mẹ. Đùa. Ít có thằng cầm khiêng. One friendly operator remaining. Thì ông chơi thử thằng cầm khiêng. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Nhà chị. Mẹ, ông chơi con mòn chết ấy. Mẹ. Mẹ. Mẹ, ông là mẹ đâu rồi? Mẹ. Ông chơi con Montague ấy, con hình khiêng ấy, con thứ 6, 7 ấy, hình khiêng ấy, đấy. Montague. Ai bỏ con đấy phế? Thế con đấy không có gì phải chỉnh lắm, nó chỉ có cái khiêng này. Khiêng của ông có ngắm. Ông có khẩu lục, ông vừa cầm được khiêng vừa cầm được khẩu lục. Nhưng mà ông bấm chuột giữa là khiêng của nó sẽ cứng hơn ấy, nó sẽ tạo ra hai lớp khiêng ấy, cứng hơn. Kiểu nếu mà ông cầm khẩu lục ấy, thì ông vẫn sẽ bị khi phải bị dính đam bởi vì nó không toàn người ông chắn toàn cơ thể. Nó trong mày đông lắm nhá. Ở chỗ mình vừa đép mà. Mình ra mấy ở scan của nó ấy. Hả? X giữ X. Cái ông có hỏi đâu, tôi tưởng ông biết. Ê. Mẹ nó ghi à? Nó ghi hẳn cái chữ scan ở cái dưới gì? Cái khu trong đấy đông. 10 seconds before insertion. Nó tập trung hết rồi, cái khu đấy. Insertion in 5 seconds. Đừng có sang camera tôi nhìn. Sao? You found nhìn nó sáng lên. Ê ông thử con đấy đi.
con đấy là sẽ bị hở chân ấy. Con đấy mà ông không bấm chuột giữa là ông sẽ bị hở chân, là chân ông sẽ bị ấy, nên ông phải ngồi. Nếu mà ông muốn cầm súng thì ông phải ngồi đấy, thì ông sẽ che được chân. Nếu không thì ông bấm chuột giữa, bấm chuột giữa nó sẽ bấm chuột giữa đi thử nhá. Đấy chương cặp cả chân. Ủa, có địch, có địch, có địch. Mày 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 bắn xuyên giáp à? Tôi bắn chuột giữa. Không. Một phát vẫn chết là sao? Anh bị giòn. Để sao chết? Nó bắn phát vỡ khiên luôn. Không vỡ. Vỡ luôn mà. Một phát chết luôn này. Hay là bị dính bom hay dính gì đấy? Bắn một phát vỡ khiên luôn mà. Tôi không buồn. Tôi mút phát luôn đấy. Tôi không đến phát thứ hai mà. You have dropped the diffuser. Bắn còn đúng một phát cơ chứ đéo đến phát thứ hai. Mà tôi đang ấn chuột giữa nhỉ. The diffuser has been secured. Ready to breach. Các kiểu hiện đi, hiện đi. Drone ready. Clearing the way. Thằng ở đấy. Rồi, trên có một chút. Bang. Down to one friendly. Quá. Úi giời. Đấy, chịu. Hay ạ. Sao tôi cầm khiên chủ kiếm không? Bắn đâu phát chết. Đâu đâu đâu. Khiên chậm. Chắc phải chơi Apex sao? Cặp can, cặp can. Tên nó đâu? Đây, cặp can. Mày cơ phòng xì. Thiên đạo chuyển hồi tả. Everybody. Chỉnh lên đổi lên xuống. Can hear me? Nó có một quả bom ấy, cái ở cái đến đi chô xeo à? Ở đâu? Ông chọn đi chô xeo. Tôi chọn đi chô xeo ấy. Kiểu hiện giờ ông ném bom mới ra, sau ông sẽ tích hoạt cái kích hoạt một cách bấm nút G đấy, là nó sẽ nổ. G á? À? Ừ, G. Ơi, chuột giữa, thích chuột giữa là cái gì? Đó là đặt mìn ở trên tường. Ông dí, ông đứng gần cửa thì ông sẽ bấm để nó đặt. Đặt hiểu. Quan trọng là đem đi thì... đường nào mà đặt. Secure the area, keep cứ đặt ở mọi cửa đâu, ông nhiều ấy mà. Ôi, khẩu này là shotgun à? Toàn được không ạ? Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Đặt ở mấy cái cửa ấy. Nắm nào đặt. Lại gần thôi, bấm. Nó hiện chữ F hoặc chữ chuột giữa ấy. Hình như chuột giữa ấy nào. Đâu? Tài chưa? Đúng rồi, chuột giữa. Đấy. Bọn nó đi vào, bọn nó sẽ nổ. 10 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. 5 seconds to insertion. Bomb located by Op 4. Device primed. Keep an eye on the door.
Hai có bao nhiêu quả này? Ủa, 3 quả cơ, dấu ấy. Bắn hết đi. Không á, rất thoải mái. Đồng đội đi qua là không nổ không? Ôi gì? Cái gì? Có đang bắn rồi à? Cái gì? Có đang bắn rồi, phát bắn chết. Thế tôi đang chơi sát thủ mà thì đấy, có thằng bắn ở đây nhá. Cái game này không rút ping à? Có bạn Z là ping. Có thằng vừa bắn phát đây này. G đáp bom nổ đúng không? Ok. Ừ. Đáp bom tái cái quạt mới nổ. Bấm G cái nữa mới nổ. Nó đến nha. Vậy thằng này nó tống cơ hội này khẩu súng căn mà mình đã biết. Tôi cảm giác bọn nó gần đấy nhá, ở cầu thang ấy. Tôi ấy. Hãy đập. Loading nomad. C4 is up. Ui. Ủa thế. Bẹo. Nó đứng ngoài nó đục vào ạ. Ui thằng này sniper ạ. Hai. Có một thằng sniper nhá, nó đứng tít lên tòa nhà bên kia nó bắn sang cơ. Tôi vừa mới biết. Cái đứng gần cửa sổ. Tôi vừa biết xong nghe. Tôi biết là nó là sniper đứng bên kia hoàng. Cái sàn nhà nó cũng đục được từ dưới lên thôi nhá. Cái sàn ở dưới. Ở trên nó đéo đâu. Đấm. Thằng này chết chắc rồi. Reloading. Thằng này đứng lộ ấy, những thằng này thề dễ chết lắm. Cái thằng mặt sẹo ấy. Chơi nhéo gì vậy? Đúng chết mẹ. Nhéo hiểu thế mà nói. Giết được một thằng đấy nhá. Rồi xong, cứ ngay mà nó chết rồi đấy. À đâu, không chết. 15 seconds. Bom của ông giết được con nào chứ? 10 seconds left. Ghế đấy. Bom đặt bom của bom. Làm hết bom. 5 seconds left. Thằng này. May. Đẹp được hết thời gian ạ. Gà. Hỗ trợ 1 cái gà. Tôi. Chắc là bom nó nổ nhưng mà không chết, nó bị máu rồi. Tôi được một hỗ trợ đây. Bom mới nổ phát chết luôn mà. Cất đấy, ta tùy được hàng. Ông có bắn được phát nào nó không? Không biết là tôi bắn vạn xạ ra nhưng mà không có trúng. Bắn mất máu được là được. Protect the bombs. Bom mà nổ phát chết luôn, bá quá. Nổ phát chết luôn mà. Đi qua được.
Có hai cửa nữa. Đấy, ông biết đường công của nó ấy, hai cửa nhá. Đằng sau nhá. Đằng nào đi qua chỗ này đây. Đi. Vào mặc giáp đi. Mở xong chưa? Nó chưa? Chưa. Op 4 located a bomb. Protect it. 10 seconds. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Có đi tan tiếp nhà xong tôi ở ngoài này. Cho tôi vào thôi. Vào cùng đi đây. Tôi còn nhìn thẳng đây này. Mẹ ông mẹ đặt quả bom đúng kiểu mẹ không liên quan đến cái chỗ bọn nó đi vào nhà mình luôn, thật. Ai biết nó đi vào thằng nào? Nó vào cái chỗ mấy cái cửa mà bao quanh khu vực của mình đây. Ông đặt xung quanh mấy cái cửa đấy thôi, thảo nào nó không nổ được con nào. Có thằng cầm khiên đây này. Đấy, chết một đứa này. Bắn bom á? Bắn nó đau một đứa rồi. Tôi không biết nó bắn nó hiện điểm ấy nhưng mà không biết nó chết chưa. Đi. Tôi chả biết nó chết chưa nhưng mà tôi thấy bắn nó hiện điểm ấy. Hình như chưa chết. Mất máu rồi. Đéo hiểu quá. Nó phòng sau hai đứa. Ai? Cái góc của chỗ tôi đấy. Op 4 located a bomb. Protect it. Đâu. Không nhìn tôi chơi không? Ok, anh nhìn cái thằng này đang cầm khiên, nó One op four remaining. Op four eliminated. Sao mà nó không gặp tôi? Nó bắn nhanh vậy lìn à? Không có tiếng. Tôi chiêu con này là đi chậm mà. Chiêu con này đi chậm mà. Bởi vì lúc tôi gọi là tâm lý học là người đó. Đầu tiên tôi đứng bắn ở đấy, tôi chạy ra chỗ khác. Dụ bọn nó vào đấy tôi quay lại, tôi đi gọi là không gây tiếng động để quay lại giết nó. Nó biết thích kéo rồi. Chơi cái gì đây? Tấn công ấy. Chơi con gì? Chơi con khiên nhá. Tùy. Khiên đấy chả có cái mẹ gì ngoài cái súng lục nó không lắp mà ngắm nhỉ. Laser có tác dụng gì đấy? Cho đẹp thôi, để kẻ địch biết là mình chỗ nào. Khiên thì chắc khiên thì bất tử. Tự kẹt thì lúc ấy tôi khiên lên đi vào nó bắn bùng phát chết luôn. Bùng phát. Kéo đến cái phát thứ hai. Có quay không? Có quay không? Có. Không quay tí xem lại đoạn đây ông chết của gì ông đưa cho chuyên gia Provid phân tích. Đấy thấy ông đang nhìn hai đứa chết. Hình như tầng hầm đúng không ạ? Hình như tầng hầm đúng không ạ? Ở bên trên này chưa thấy tầng hầm. Hầm. Hầm mới qua. Drone is located the bomb. À tầng 1. Ờ đúng rồi, tầng hầm. Tầng hầm đi tầng nào vậy rồi? Tìm chỗ nào có cầu thang xuống. Ui. 10 seconds before insertion. Đấy, đi xuống. Dẹp bên tay phải. Đấy, trước mặt. 5 seconds. Trước mặt đấy, đúng rồi, đi qua đấy.
Thế rồi, thế thời gian. Bấm 5 đi. Xem tiếp. Đấy, đi qua chỗ đấy. Đi qua cửa đấy. X là scan. Không phải đang sóc đâu. Quay lại đấy, đi thẳng. Đấy, vào cái cửa bên tay phải. Đây á. Xong đi thẳng, xong rồi ra cái chỗ dưới chân cầu thang ấy. Đằng sau. Đấy. Hầm ấy, đấy, xuống hầm ấy. Đấy. Cắm mắt xem đất ấy. Đấy. Tụi nó đẹp ấy. Đi thôi. Thằng tay cơ. Có thằng tay cơ nhỉ. Mày ơi, mạnh ôm dai, ôm bấm cờ vào đây. Ra đây. Đặt, ở đâu? Chưa cần. Đó, gì vậy? Có tao hai con thằng kia à? Ra đây mày, ra cho tôi. Mày ơi, đây. Đâu? Đặt cái gờ vào đây cho tôi. Đặt gờ vào, tôi chạy ở chỗ khác. Chạy ở chỗ khác, đúng rồi. Cẩn thận nó bắn đấy. Ngồi xuống, nó bắn ở chân ông ấy. Có nhảy xuống không? Điên à, anh chưa biết địch ở đâu, nó nhảy xuống. Nhìn địch ở đâu? Đi cơ bản bắn đấy mà nó không chết. Nó cầm lục. Nó bắn trượt không ạ? Tôi. Xuống đi mày, anh xuống. Đâu rồi? Đi mày, xuống chỗ này, xuống này, xuống này. Rồi được, hay quá, tanker. Đúng tanker luôn, team. Ở trên, mày cẩn thận là ở trên ấy, cái chỗ mà mình vừa nhảy xuống ấy. Chỗ mình vừa nhảy xuống. Tôi máu quá. Rồi đép đi, đặt bom xong rồi, rồi đép thôi. Ở trên cái chỗ mà ông vừa nhảy xuống ấy mạnh ạ. Bấm bích để... Làm nào đó? Đi! Bấm F đi! Ấn cái gì? Tôi đang bị cầu bắt máu. Ừ, ông dẫn cái đinh mà. Nó điện bấm F để tháo. Nhưng mà ông nằm mẹ. Bò chỗ thằng kia, nó cứu. Rồi, thắng ạ. Trận thắng đầu tiên. Trời ơi, giết được một đứa đấy. Mặc dù fan đang áp, tôi phải giết là hai đứa nhưng mà. Mà em mới thắng một trận ạ. Sao hai thằng công viên chơi cùng một trận nữa ạ? Không, điện là hai con khác nhau mà. Khác nhau á? Ở trong này có ba con cầm khiêng, một con ở bên dép. Bên dép lúc ấy cũng có một con cầm khiêng. Con cầm khiêng không phải ông chọn ấy, thì con ấy là có bắn là được cái flash gọi là làm mù đối phương. Còn khiêng của bên thủ là có thể làm giật điện, đốt máu đối phương được. Còn khiêng của ông phế vật nhất. Nhưng mà được cái to, được cái khiêng của ông to. Đúng chất tanker. Cái đéo rồi, tôi đéo rồi, bao khác à?